áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và trong hôm nay, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau học Unit 4, This is my family, phần communication. Tức là chúng mình sẽ học bài 4, đây là gia đình của tôi, và ở phần giao tiếp communication nhé. Nào, bây giờ thì các em cùng cô hãy mở trang 43 của sách giáo khoa và chúng mình cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Các em đã mở xong sách giáo khoa trang 43 chưa nào? Nếu rồi thì bây giờ cùng cô bắt đầu bài học ngay bây giờ nhé. Ở phần communication của bài tập số 4 thì chúng mình sẽ được chơi một trò chơi. Và trò chơi này như sau. Chúng mình ask questions from the game board below. When someone answers yes, write their name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner. Có nghĩa là chúng mình sẽ hỏi những câu hỏi từ cái những câu hỏi mà được cho sẵn ở đây, đúng không nào? Và khi mà có ai đó, người mà chúng mình hỏi trả lời là có, thì chúng mình sẽ viết tên của họ vào trong cái hộp này, và trong cái box này, ở trong cái thanh nha này nè. Đấy, chúng mình sẽ viết tên của họ vào đấy. Và người đầu tiên mà hoàn thành tất cả những cái hộp ở đây, những cái ô ở đây, thì sẽ là người chiến thắng. Và phần bài tập này thì chúng mình sẽ cùng nhau chơi với các bạn của mình nhé. Hãy tìm thật nhiều bạn và cùng chơi với các bạn để tìm ra người chiến thắng ở trong nhóm bạn của mình nhé. Ở trong bài tập này thì chúng mình sẽ find someone who, nghĩa là chúng mình sẽ tìm một ai đó, người mà có những đặc điểm nào trong tất cả 12 đặc điểm ở đây. Và câu hỏi mà chúng mình đặt sẽ là câu hỏi yes no question. Câu hỏi yes no có nghĩa là chúng mình sẽ đặt ví dụ như sau. Hỏi bạn của mình là do you cộng với lại một cái cụm từ ở trong cái box này. Tuy nhiên thì các bạn cần phải lưu ý đó chính là khi mà là câu hỏi thì chúng mình sẽ không chia động từ, tại vì chúng mình đã có gì ở đầu rồi, chúng mình đã có trợ động từ ở đầu câu hỏi rồi, thế cho nên là cái động từ mà chúng mình trong câu hỏi chúng mình đặt cho các bạn thì chúng mình sẽ không chia giống như là ở đây là chia thành has nữa, mà chúng mình sẽ giữ nguyên dạng nguyên thể của nó, đó chính là have, đúng không nào? Ví dụ như câu hỏi mẫu đây nhé, đó chính là bạn A sẽ hỏi bạn B là do you have a big family, đúng không nào? Ở đây là has a family, nhưng mà khi mà chúng mình hỏi thì chúng mình sẽ phải phải là have, đúng không nào? Chứ chúng mình không hỏi là has. Đó, vậy thì chúng mình sẽ hỏi là do you have a big family? Bạn có một gia đình lớn không? Và nếu như bạn B trả lời là no, I don't, không, tôi không có, vậy thì mình có điền bạn B ở đây không? Mình không nhá, mình không điền tên của bạn B ở đây nếu bạn ý trả lời là no, I don't nhá. Mà mình chỉ điền tên của bạn ý khi mà bạn ý trả lời là yes, I do mà thôi, đúng không? Ví dụ bạn C điền ở đây là khi mà bạn A hỏi là do you have a big family, bạn có một gia đình lớn không? Và bạn C trả lời là yes, I do, có, tôi có, thì mình mới điền tên bạn C ở cái phần has a big family này, được chưa? Bởi là bạn C chính là người mà có một gia đình lớn, được chưa nào? Vậy thì trước khi mà chúng mình đi hỏi các bạn của mình thì bây giờ cô sẽ cùng chúng mình dịch xem những cái từ mà chúng mình sẽ hỏi các bạn của mình ở trong những cái ô này là gì nhá. Đầu tiên chúng mình có has a big family, có nghĩa là có một gia đình lớn. Tiếp theo, has a pet fish, có nghĩa là có một con cá cảnh, đúng không nào?
Số 3, has a brother and sister. Có một anh em trai và chị em gái. Xem nào. Nhớ ở đây là một thôi nhé. Ví dụ bạn thì có hai là cũng không được đâu đúng không nào. Tiếp theo này, has two brothers, nghĩa là có hai anh em trai. Has four cousins, nghĩa là có bốn anh chị em họ. Tiếp theo, has two sisters, có nghĩa là có hai chị em gái. Has three aunts, có nghĩa là có ba cô dì. Đúng không nào? Has a brother, có nghĩa là có một anh em trai. Has a dog and cat, nghĩa là có một con chó và một con mèo. Has a small family, có một gia đình nhỏ. Has two uncles, có nghĩa là có hai bác trai hoặc là hai chú. Hoặc là hai người này có thể là một người là bác trai, một người là chú thì vẫn tính là uncles, được chưa nào? Và cuối cùng đó chính là has four grandparents, nghĩa là có bốn ông bà. Được chưa? Và chúng mình sẽ đặt các câu hỏi như sau. Ngoài cái câu hỏi mà do you have a big family thì chúng mình sẽ đặt các câu hỏi đó chính là do you have a pet fish? Bạn có một con cá cảnh hay không? Đó, mình sẽ trả lời là no I don't hoặc là yes I do. Nếu mà bạn mình trả lời yes I do thì mình sẽ điền tên bạn của mình vào đây nhé. Tiếp theo câu hỏi thứ ba mà mình sẽ đặt cho bạn mình đó chính là do you have a brother and sister? Bạn có một anh trai và một chị gái chứ? Đó. Tiếp theo này, do you have two brothers? Đó là câu hỏi số 4. Câu hỏi số 5 sẽ là do you have four cousins? Đúng không nào? Câu hỏi số 6 sẽ là do you have two sisters? Câu hỏi số 7 sẽ là do you have three aunts? Câu hỏi số 8 sẽ là do you have brother? Câu hỏi số 9 sẽ là do you have a dog and cat? Và câu hỏi số 10 sẽ là do you have a small family? Và câu hỏi số 11 sẽ là do you have two uncles? Và câu hỏi số 12 sẽ là do you have four parents? Được chưa nào? Cô hy vọng là tất cả chúng mình đã đều hiểu yêu cầu của đề bài cũng như là hiểu cách làm của bài này rồi nhé. Và chúng mình sẽ cùng nhau tìm những người bạn và cùng nhau đặt câu hỏi để tìm ra người thắng cuộc nhé. Cô chúc tất cả các em sẽ trở thành người thắng cuộc của trò chơi này. Và bài học hôm nay của chúng mình thì đã đến đây là kết thúc mất rồi. Cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng với cô trong suốt bài học ngày hôm nay. Và sau khi học xong thì chúng mình cùng ôn lại các từ mới có trong bài cũng như là cách mà mình đặt câu hỏi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng lần sau. Goodbye and see ya. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.